Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Chính bà Nga đã tiếp tay cho âm mưu thâm độc của Mỹ Anh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Bác sĩ cũng thông báo là tình trạng của hai chị em rất nguy hiểm, mong người nhà có thể chuẩn bị tinh thần. Nhưng Hải Đăng đã nói với bác sĩ rằng, dù có phải tiêu tốn hết bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng phải cứu cho được hai chị em. Thế nhưng vấn đề ở đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà vết thương của hai chị em rất nghiêm trọng. Những mảnh vỡ của gương đã làm khuôn mặt cả hai không còn lành lặn. Trong hai người, bác sĩ bảo đã một người tiên lượng tốt, còn một người vẫn còn hôn mê sâu. Tiên lượng xấu, khả năng do người này đã che cho người còn lại nên bị nặng hơn. Mặc dù không biết bác sĩ đang nói đến người nào, nhưng Hải Đăng vẫn vô cùng hoảng sợ. Nếu lỡ chẳng may Minh Anh xảy ra chuyện gì, thì anh cũng không biết phải sống như thế nào nữa. Cũng may là cả hai ca phẫu thuật đều thành công. Một người đã rời khỏi phòng hồi sức và nằm ở phòng bệnh, chờ tỉnh dậy. Người còn lại thì đang nằm ở trong phòng hồi sức đặc biệt, không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại. Bác sĩ nói có thể người này sẽ mất trí nhớ. Hải Đăng phát hiện người may mắn sống sót có trên tay chiếc nhẫn đính hôn của Hải Đăng. Người đó không ai khác, chính là Mỹ Anh. Trong quá trình hai chị em tranh giành với nhau, thì Mỹ Anh đã kịp đeo chiếc nhẫn vào tay của mình. Chính vì vậy mà đã khiến cho Hải Đăng nhầm tưởng người đang nằm trên giường chính là vợ sắp cưới của anh. Suốt nhiều ngày đêm liên tục, Hải Đăng không dám rời khỏi bệnh viện, cứ ngồi canh cho đến khi nào Mỹ Anh tỉnh lại. Thấy con gái của mình cũng đã tỉnh, bà Ngà mừng rỡ, hỏi con gái trong người như thế nào rồi, có nhận ra mẹ của mình hay không. Còn Hải Đăng thì chỉ cầm tay của Mỹ Anh lên, rồi vuốt ve đầu nó, vì anh cứ nghĩ đó là Minh Anh. Nên Hải Đăng cứ liên tục cảm ơn trời Phật, vì cuối cùng cũng đã cho cô ấy tỉnh lại. Sau nhiều ngày được mọi người chăm sóc, cuối cùng thì Mỹ Anh cũng có thể ngồi dậy được và nói chuyện với mọi người được. Nhưng do cơ thể bị tổn thương quá nặng, Mỹ Anh chỉ có thể nói thều thào, chính vì vậy mà Hải Đăng đã không nhận ra được giọng nói đó. Người biết rõ nhất chính là bà Nga, hai đứa con bà nuôi từ thư ở lọt lòng thì làm sao có thể nhầm lẫn được. Cái bà thắc mắc là tại sao Mỹ Anh lại đeo nhẫn, và vì sao con gái bà lại không nói chuyện nhầm lẫn với Hải Đăng. Đợi lúc Hải Đăng không có ở đó, Mỹ Anh tiết lộ kế hoạch động trời cho bà Nga nghe. Mẹ phải giúp con, nếu chị Minh Anh không thể tỉnh lại được thì con sẽ là cô dâu thay chị ấy. Con sẽ là vợ của anh Đăng, anh ấy đang nghĩ con là Minh Anh. Bà Nga nghe xong vô cùng sốc. Thay vì phản bác ý kiến của Mỹ Anh, bà Nga lại có phần xuôi theo, thế nếu Minh Anh tỉnh lại thì sao con? Lúc này Mỹ Anh quả quyết với mẹ, chị Minh Anh sẽ không tỉnh lại được đâu mẹ. Âm mưu của hai mẹ con bà Nga không bị Hải Đăng phát hiện. Hải Đăng cũng không muốn vợ của mình cứ liên tục nằm trên giường, nên anh đã dùng xe lăn để đưa cô ấy đi dạo. Đồng thời, đến chỗ của Minh Anh để thăm. Anh nói cho Mỹ Anh biết rằng bác sĩ tiên lượng rất xấu với tình hình sức khỏe của người còn lại. Rất có thể là cô ấy sẽ không còn cơ hội để tỉnh lại nữa. Bây giờ chỉ có thể mong vào kỳ tích mà thôi. Hải Đăng còn đẩy xe lăn cùng Mỹ Anh đến nhìn phòng chăm sóc đặc biệt, mà có mơ anh cũng không ngờ, người thương của anh đang nằm bên trong đó. Nếu như Minh Anh không còn có cơ hội để tỉnh lại nữa, thì Mỹ Anh sẽ thay thế cô, sống một cuộc sống hạnh phúc mà mình từng mong ước. Dù phải trả bất cứ cái giá nào đi chăng nữa, Mỹ Anh cũng quyết chiếm lấy vị trí của Minh Anh cho bằng được. Liệu kế hoạch thâm độc của hai mẹ con bà Nga và Mỹ Anh có thành công? Ai là người giúp sức cho họ trong âm mưu này? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.